lời nói dối. Nhưng mà những gì không? Chỉ cho biết kết quả khám nghiệm như thế nào. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do tràn đường thở, dẫn đến ngạt cơ học. Anh ấy nhìn kỹ, có hai vết bầm ở cổ trước, bên trái và bên phải. Khả năng là do giật tay mềm, bóp và đè ép gây ra. Cảm ơn đồng chí. Báo cáo anh, một người bạn thân làm chung công ty với nạn nhân vừa trình báo. Nạn nhân và Bình Thuận sống chỉ có một mình. Và buổi chiều trước khi ra về á, nạn nhân đi chiếc xe tay ga và mang theo một điện thoại di động, một nhẫn vàng, một sợi dây chuyền vàng. Tất cả số tài sản cá nhân đó đều không tìm thấy tại hiện trường. Tính chất sự việc cho thấy có khả năng đây là một vụ án giết người cướp tài sản. Được rồi, đồng chí cứ tiếp tục công việc của mình. Rõ. Được hai chiếc bàn chải này. Anh nhìn đi, lông của bàn chải này đã bị bào mòn, rất có khả năng có một lực ma sát rất mạnh. Còn nữa, ở góc tường em còn tìm thấy một lưỡi lam, trên đó có dính vài sợi rau vừa mới cạo. Chắc chắn có một người đàn ông trong căn phòng tắm đó. Tất cả các dấu vết chúng ta tìm thấy tại hiện trường đều cho thấy có một người đàn ông xuất hiện trong thời gian xảy ra vụ án. Hơn nữa, người đàn ông này có mối quan hệ đặc biệt với nạn nhân. Tôi muốn nhận dạng người đàn ông này qua tất cả vị trí tại hiện trường vụ án. Đồng chí, lấy thước dây lại đây cho tôi. Dạ. Thước dây này vừa. Đồng chí giúp tôi đo khoảng cách từ nền nhà lên điểm ghế ngồi. Đồng chí ghi lại giúp. 50. Từ vị trí điểm ghế ngồi đo lên mép tường. 40. Từ mép tường đo lên nơi có vết dính giống như là keo vuốt tóc. 82.
đồng chí cộng lại các chỉ số vừa ghi được tại hiện trường vụ án. Thưa chỉ huy, thông số vừa đo được thì đối tượng cao khoảng 1m70 đến 1m73. Theo độ mòn của lòng bàn chải và độ cứng của những sợi râu, tôi khẳng định người này có sức khỏe rất là tốt. Được rồi, đồng chí cứ tiếp tục công việc của mình đi. Thưa chỉ huy, em vừa phát hiện ra một chiếc khăn có mùi rất lạ. Mùi dầu. Như vậy, đối tượng tình nghi này có liên quan đến ngành nghề cơ khí, máy móc. Báo cáo anh, theo thông tin tìm hiểu từ gia đình của nạn nhân, gia đình của nạn nhân cho biết chị Hạnh đã ly hôn với chồng và vào Bình Thuận sống một mình. Theo tìm hiểu từ đồng nghiệp của nạn nhân và hàng xóm cho biết thì chưa từng thấy nạn nhân quen với người đàn ông nào và nạn nhân sống rất được lòng hàng xóm. Như vậy, người đàn ông xuất hiện tại nhà nạn nhân khi xảy ra án mạng, liệu đó có phải là người yêu của chị Hạnh? Cũng có thể kẻ thứ ba xuất hiện trong căn phòng đó để giết người cướp của. Chúng ta sẽ làm sáng tỏ vấn đề này. Còn về phía phòng kỹ thuật hình sự, đã có kết quả gì mới không? Báo cáo anh, đúng như giả thuyết ban đầu, sau khi thực hiện xét nghiệm các mẫu bột tại hiện trường, cho thấy có sự xuất hiện của đối tượng nam độ tuổi từ 27 đến 32 tuổi tại phòng của nạn nhân. Mẫu râu và tóc thu thập được tại hiện trường thì phải chờ xét nghiệm bên viện khoa học hình sự mới có thể kết luận là gen của ai. Trong lúc chờ đợi kết quả xét nghiệm từ phòng kỹ thuật hình sự, căn cứ vào đặc điểm, nhân dạng của đối tượng và tang vật tại hiện trường, tôi chia ra hai hướng điều tra. Đồng chí tìm kiếm thông tin, xác định manh mối đối tượng tình nghi là nam giới, độ tuổi từ 27 đến 32 tuổi, di chuyển bằng xe tay ga cùng với nạn nhân trên địa bàn thành phố Bình Thuận chiều ngày 3 tháng 4. Còn về phía đồng chí, ghép các bộ giấy thu thập tại hiện trường xem đó là thông tin gì để điều tra manh mối. Chúng ta không thể bỏ sót bất cứ chi tiết nào, dù đó là nhỏ nhất. Đó. Chào chị. Chị có bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này chưa? Cảm ơn chị. Chào chị. Chị dạ. Cho tôi hỏi, chị có bao giờ người nhìn thấy người phụ nữ này chưa? Dạ, cảm ơn chị. Dạ không có gì. Gặp rồi, tôi gặp cái người này rồi nè. Hôm bữa cái người này là làm rớt cái vỏ sách phía trước á, xong tôi nhặt giùm. Đúng rồi, cái chị đây nè. Dạ. Vậy chị có nhớ người phụ nữ này á đi với ai không? Bữa đó là đi với lại tôi không thấy mặt nhưng mà tôi thấy dáng ngoài sau thôi. Cái người đó cao chắc cũng tầm hơn 1m7, tướng tá cũng to con, mà cái lưng của ổng hơi bị gù, hình như có tóc dài. Vậy chị ráng nhớ lại coi lúc đó là khoảng mấy giờ. Ngày hôm đó cũng giống như bữa nay nè, là cũng buổi chiều á, xong cái tôi tập thể dục á, rồi tôi gặp cũng y chang cái giờ này luôn nè. Cảm ơn chị. Dạ. Thưa anh, qua công tác trinh sát thu thập được, có nhân chứng nhìn thấy có một người đàn ông chở nạn nhân vào lúc 5 giờ chiều tại công viên trung tâm. Người này cao khoảng 1m72 đến 75. Ngoài ra em không phát hiện gì mới. Cảm ơn đồng chí. Bây giờ chúng ta tập trung giải mã điều tra theo phương án thứ hai, biết đâu sẽ có manh mối mới. Anh ơi, vé xe
được. Em tìm ra địa điểm đi, còn địa điểm đến thì chỉ tìm ra ký tự D. Còn nhà xe thì nó hơi nhòe, cho nên là em không tìm ra địa chỉ. Điểm đến có thể là Đà Nẵng hay Đồng Nai, Đà Lạt hay Đắk Lắk. Chúng ta cần phải đưa ra nhiều giả thiết để mong tìm được manh mối mới cho vụ án. Qua những mẫu ghép vật chứng tại hiện trường cộng suy luận, chúng ta có thể phát họa chân dung của nghi phạm. Mùi dầu còn lưu lại trên khăn tắm cho thấy y có liên quan đến ngành cơ khí. Còn được, tại hiện trường vụ án, chiếc TV vẫn còn mở. Em có kiểm tra hai kênh gần nhất, đó là hai kênh thể thao. Rất có khả năng người này nghiện bóng đá. Chắc đó là sở thích của tình nghi nam. Vì theo thông tin em được biết, chị Hạnh chỉ thích phim ngôn tình. Theo tôi phán đoán, đối tượng không chỉ nghiện mà còn là dân cá độ đá banh. Trong thời gian xảy ra vụ án, cùng thời điểm hai trận derby cấp câu lạc bộ châu Âu. Theo thông tin, dân cá độ cá rất mạnh trong vụ hai trận này. Như vậy, những con số được lấy ra từ data đó là số ghi kèo của hai trận đấu. Chính xác. Chính xác. Chúng ta có thể căn cứ vào đặc điểm này, có thể truy tìm ra tung tích của anh ta. Chào anh. Tôi là trinh sát của phòng cảnh sát hình sự công an Bình Thuận. Có một số câu hỏi cần anh trả lời. Cứ nói. Tôi nghe người dân xung quanh ở đây nói, ở chỗ anh có một người thợ vừa mới xin nghỉ việc. Anh ta cao khoảng 1m72 đến 75. Anh ta vai rộng, có tướng đi hơi khòm. Anh ta vừa xin nghỉ việc ở đây vì thua cá độ bóng đá, có phải vậy không? Ở xưởng tôi có một người tên thợ tên là Phương. Mấy ngày trước nó gặp tôi, nó xin miếng tiền. Rồi. Vậy nha, chiều này anh đem chiếc Rolls Royce qua nha. Ủa, có gì nè? Có tiền không cho em ứng một ít đi. Ủa, mới tháng rồi ứng rồi mà, sao ứng nữa? Tại em có công chuyện. Nghe tụi nó đồn mày chơi đổ đá banh đúng không? Trời đất ơi, đâu có đứa nào đồn tầm 7-3 vậy. Thì sao ứng tiền? Bạn gái em bị bệnh, nên bởi vậy mấy ngày nay em mới xin anh nghỉ để vô chăm sóc cho nó. Tôi tính lại coi. Tôi bây giờ là cho mày tạm ứng 3 triệu nè. Lo làm ăn nha. Nhớ là bạn đàng hoàng nghe chưa. Thôi đi. Vậy anh có tấm hình nào của anh Phương không? Cho tôi xin. Ủa, anh Phương nó dính gì hả chứ anh? Không, chúng tôi chỉ cần một số thông tin của Phương để hỗ trợ cho công tác điều tra thôi. Anh có thể cho tôi xin tấm hình này? Được rồi. Mà bây giờ anh biết Phương ở đâu không? Nghe nói là nó có bạn gái. Mới vừa mấy hôm rồi thì có mấy đứa trong thợ trong xưởng nó nói là đi đâu thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh. Thưa anh, có một nhân chứng sau khi xem báo đài đưa tin nhận diện nạn nhân đến đây để cung cấp thông tin. Mời anh ta vào. Chào anh. Mời anh ngồi. Dạ. Tôi là chủ xe Hoàng Cúc. Nghe tin cô Hạnh mất, tôi bỡ ngỡ quá. Nhờ anh cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Hạnh là khách mới của tôi. Hạnh thường đi xe tôi lắm. Vậy khi mà chị Hạnh đi xe của anh á, anh có thấy chị Hạnh qua lại thân thiết với ai không? Cổ thường thường cổ đi có một mình à. Sau này thấy cổ đi thêm một thanh niên nữa. Thấy hai người thấy có vẻ thân mật lắm. Có phải người này không? Dạ đúng rồi. Hôm bữa xe tôi hư, cậu này còn giúp tôi nữa. Cậu này nhiệt tình lắm đó. Xe bể vỏ rồi. Bể vỏ hả anh? Thôi được rồi, để em phụ anh. Mày biết không mày? Trời, nghề của em mà. Bộ bịch hay sao thấy mùi dữ vậy ta? Rồi, tháo đội lên chưa? Rồi.
Mày có vậy nghề cũng cứng ha. Anh cảm ơn nha. Dạ, không có gì đâu. Rồi rồi. Cậu ấy còn nói vui bữa nào thất nghiệp về là rồi làm lơ xe tôi nữa. Cô Hạnh cô nói hả, sao không lên rừng làm gãy mà đi làm lơ xe. Tôi cảm ơn anh. Dạ. Mời vào. Thưa chỉ huy, đã có kết luận từ Viện Khoa học Hình sự. Cảm ơn đồng chí. Đây là manh mối duy nhất để tìm ra tung tích của đối tượng. Nhất định phải tìm ra gì đó. À, anh, em định sang báo cáo với anh. Em đã tìm thêm được một ký tự mới rồi nè. Dê à. Dạ. Đắk Lắk hay Đắk Nông? Cái đó em cũng không chắc nữa. Tôi có nghe chú chính chủ xe nói về chuyện của Phương. Anh ta tính lên rừng để làm rẫy. Hơn nữa, các đồng nghiệp của chị Hạnh cũng hay nhờ chị Hạnh mua cà phê. Không lẽ Đắk Lắk? Đắk Lắk. Có liên quan đến cái chết của chị Hạnh. Anh hãy thành thật khai báo. Cán bộ không có bằng chứng thì làm sao buộc tội tôi được. Ngày chị Hạnh bị sát hại, anh có mặt tại hiện trường vụ án. Hơn nữa, chúng tôi đã tìm thấy mẫu tóc râu tại hiện trường vụ án, được giám định là gen của anh. Anh vẫn còn nhớ người phụ nữ này chứ? Tại sao anh lại có tài sản của chị Hạnh và đem đi tiêu thụ khắp nơi? Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng, vật chứng để buộc tội anh. Anh hãy thành thật khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Dạ thưa cán bộ, tôi nhận tội. Tôi hối hận lắm cán bộ. Tôi và Hạnh quen nhau trên một chuyến xe khách. Nhưng dạo gần đây, tôi thua lỗ đá banh nhiều quá, nên mới có ý định giết Hạnh để cướp tài sản. Nghe không?
cái gì hả? Nói cái gì? Cái bạn không có sao hả? Bây giờ có đáp anh một chút không được hay sao? Thì kêu anh ngồi có đáp anh cũng không được hả? Tôi giết Hạnh để cướp tài sản, đem xe vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ và trả nợ. Và cho tới khi bị bắt,